Xin chào anh em, hôm nay về với kênh của Đức Maro thì trước mặt anh em đây là một cái sản phẩm có tên gọi là Santong M2. Thì anh em có thấy lạ hơn những cái sản phẩm Santong M2 khác như những cái video mình đã lên không ạ? Thì thứ nhất nhá, chiếc này là mình chưa ráp mái. Thứ hai, chiếc này mình chưa ráp cần gạt mưa hoặc là kính lái hoặc là rèm che ở xung quanh. Mình muốn quay một cái video này để cho anh em nào mà muốn mua chiếc xe này chạy khi mà chúng ta đi mùa thu ấy thì rất là hợp lý luôn. Chúng ta có thể tháo mái cất đi và để ở nhà, nhìn rất là đẹp. Nhìn cái chiếc xe này vẫn có kiểu cách là đầu bo tròn này, anh em có thể thấy không? Vẫn có dải đèn định vị ban ngày này, vẫn có ba bóng bi LED với cái chiếu cường độ sáng cực kỳ là cao. Trên chiếc xe này thì là của một bác khách ở Hòa Bình đã đặt rồi. Bác ấy đặt màu kem xanh này và màu lâu cà phê. Đấy. Bánh xe thì sẽ được trang bị là bánh 300-10, lốp là lốp của nhà máy Santong luôn. Lốp đi địa hình, chuyên địa hình luôn. Đều có vạch đỏ, vạch xanh, đều đầy đủ hết, anh em yên tâm nhé. Nhưng mà cái đặc điểm cái lốp này, bộ lốp này cực kỳ là đắt. Đến thụt của Santong cũng sẽ có logo nhà máy Santong này. Đèn xi nhan ở hai bên nhìn cực kỳ là đẹp. Đấy. Cái đèn xi nhan này chúng ta gạt xi nhan sang nó cũng không kêu tiếng tít tít nữa. Nó sẽ nghe nhỏ nhẹ thôi để cho chúng ta có thể là yên tâm trong vấn đề xi nhan. Về cái màn hình, chúng ta vẫn được cái màn hình to bản như mình đã nói, cái màn hình điện tử đấy ạ, rất là to đấy, và cũng có logo nhà máy Santong ở đây như một cái chiếc máy tính bảng luôn. Chiếc này thì sẽ được trang bị hai phanh tay và có lúm gài phanh chống trôi. Đèn còi xi nhan đều đầy đủ cả đấy, có pha có cốt nhá, số tiến số lùi cũng đầy đủ. Đặc điểm của chiếc xe này là đến chính hãng từ nhà máy Santong lên chúng ta sẽ có khóa chống trộm, mở khóa không cần chìa khóa hoặc đi xe không cần chìa khóa đó. Chiếc xe này thì chúng ta vẫn có thể trạng thái đang ngồi ba người lớn được đây. Đấy, mình cao đến 1m85, có thể thêm một người ngồi đây nữa, càng đẹp càng tốt đúng không ạ? Chiếc xe này thì có thiên về cái vẻ là đẹp đẽ và chở hàng cực kỳ là nhiều đây. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem này. Đấy. Khi chúng ta không ngồi ở hàng ghế sau, chúng ta có thể chở hàng ở hàng ghế đằng sau. Và bánh đằng sau cũng sẽ được trang bị là bánh 300-10, lốp là lốp không xăm. Động cơ của chiếc xe này lên đến 1200W. Nếu anh em so sánh động cơ này với cả một số hàng khác trên thị trường thì nó sẽ cao tương đối là nhiều hơn, gần như là gấp đôi so với những cái sản phẩm trôi nổi nhá. Giấy tờ của nhà máy Santong chính hãng sẽ có đánh dấu loại động cơ 1200W. Đấy. Với cái hệ thống đèn đằng sau này anh em có thể nhìn thấy đây. Cái đèn đằng sau cũng rất là sắc nét và đẹp. Đấy. Phía đằng dưới sẽ được trang bị là động cơ cầu V-Sai có dung tích là 1200W. Đấy. Đèn xi nhan và cái ghế tựa lưng đằng sau này cũng được sơn màu cà phê, khác với những cái chiếc Santong M2 mình đã lên sóng cho anh em xem rồi đúng không ạ? Thì ngay bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe này cho anh em xem nhé. Có nút B khóa an toàn, 3 nút tốc độ. Đó. Màn hình cực kỳ là đẹp. Ồ. Cực kỳ là êm luôn, cho dù cái động cơ này khá là to. Đó. Đó. Với cái phiên bản này, chúng ta có thể tháo lắp mái tùy chọn. Và kính là kính cường lực an toàn cho chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta có thể tháo rèm. Nếu mà mùa mưa, mọi người có thể lắp vào để đi, để trải nghiệm được trên đường. Còn mùa thu chúng ta có thể mở mui trần ra như thế này, để cho chúng ta đi với cái không gian thoáng mát hơn. Bình ắc quy của chiếc xe này sẽ được sử dụng là 5 bình ắc quy 30Ah. Có dung tích là 60V 30Ah. Quãng đường di chuyển đâu đó từ 80 cây cho một lần sạc thôi ạ. Bây giờ thì cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.